Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe TV. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn dòng xe Jack 16 chỗ mới năm 2019. Thì các bạn xem sau đây mình sẽ đánh giá cái ngoại quan của chiếc xe. Đấy. Thì năm 2019 thì Jack được thiết kế trên dây chuyền hoàn toàn của Isuzu Nhật Bản. Đồng thời cái nội thất thì thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu nha các bạn. Thì đây là cái logo bên ngoài của Jack nè. Đấy, được mạ cà rôm nhìn rất đẹp nha các bạn. Đấy, tiếp theo là cái phần bên cái chỗ cửa lấy gió. Bên cái mặt ga lăng thì cũng được thiết kế rất tinh xảo. Các bạn thấy hầm lấy gió cũng rất lớn nha các bạn. Đồng thời những cái đường viền này được thiết kế rất cao cấp, cũng được mạ cà rôm hết nha các bạn. Cho nên là nhìn nó rất là tinh tế và sang trọng. Đấy. Thì bên cạnh cái mặt ga lăng đó là cái hệ thống đèn. Hệ thống đèn thì có thiết kế theo tiêu chuẩn của châu Âu mà cách thiết kế của Nhật Bản các bạn ạ. Cho nên là một cái loại đèn được thiết kế kiểu mắt lít, mắt theo kiểu mắt cá mập nha các bạn. Đấy thì bao gồm rất là nhiều cái đèn chiếu xa, chiếu gần, rồi những đèn sương mù. Đồng thời bên dưới thì nó có một cái đèn cản nữa. Đèn bên dưới để đèn sương mù. Đây thì cái phần nhựa cũng được thiết kế rất cao cấp. Phần nhựa này thì sẽ cũng chống trầy các bạn ạ. Đấy, thì mời các bạn xem tiếp cái phần tiếp theo. Thì cái nắp capo này cũng được thiết kế rất dày các bạn. Bởi vì năm 2019 thì ô tô Jack thiết kế để đảm bảo an toàn cho người lái cũng như là hành khách trên xe, cho nên là cái thiết kế dày lắm các bạn ạ. Cho nên là nó giúp tránh được những cái xung động lớn đó các bạn. Thì nó giúp an toàn cho người lái bên trong hơn. Tiếp đây là cái hệ thống cần gạt nước nha các bạn. Cần gạt nước này thì không có xương. Không có xương bên trong, cho nên là nó giúp cho cái khi mà trời mưa á, thì cần gạt nước nó gạt sẽ sát hơn, giúp bác tài quan sát cái bên ngoài cũng như các chướng ngại vật. Chướng ngại vật thì rõ ràng hơn nha các bạn. Đấy, đây cũng là một trong những tính năng an toàn đối với dòng xe này. Tiếp theo là đến cái hệ thống kính chiếu hậu nha các bạn. Kính chiếu hậu năm 2019 thì được sản xuất là rất là lớn. Đồng thời cái lồng kính chiếu hậu bên trong này thì được chỉnh điện nha các bạn. Chỉnh điện mình ngồi bên trong mình có thể chỉnh theo cái vị trí của mình lái cho nó phù hợp á. Đấy. Nhìn cũng rất đẹp và sang trọng các bạn ạ. Tiếp theo đó là cái phần cánh cửa các bạn. Cánh cửa thì cái phần khu vực này nè các bạn. Cũng được thiết kế dày lắm các bạn ạ. Rất dày các bạn. Nó giúp an toàn cho người lái và hành khách khi lưu thông trên đường các bạn. Cho nên đây là một chiếc xe rất là tốt. Tiếp theo mời các bạn xem cái phần cánh cửa của chiếc xe. Cánh cửa của chiếc xe thì được thiết kế cái phần bên này là kính chỉnh điện nha các bạn. Đấy, thì kính chỉnh điện nè. Còn cái phần này là chỉnh cái kính chiếu hậu các bạn. Các bạn muốn chỉnh kính này thì mình bật qua bên trái thì mình chỉnh qua bên trái lên xuống nè. Đấy. Rồi chỉnh xong mình đưa nó về vị trí trung tâm. Đấy. Và tiếp theo đây là cái phần mình bỏ bên này nó làm những cái hộp rất lớn nè. Mình có thể bỏ những cái bình nước uống hoặc là chai nước cũng rất lớn các bạn. Đây những cái đồ, những cái sổ sách của mình đem theo xe á. Đây. Sau đây mình mời các bạn đi lên vào bên trong để mình xem cái phần cabin, bảng táp lô, bảng điều khiển nó như thế nào nha các bạn. Đầu tiên mình nhìn vào á, thì cái bật lên xuống nhìn cũng thiết kế rất tinh tế nha các bạn. Đấy các bạn có thể nhìn thấy nè, cái ghế được thiết kế rất cao cấp nha các bạn. Đấy mình sẽ bước lên trên này. Thì các bạn nhìn thấy nè, cái phần ghế này á, bằng da nha các bạn. Cái phần nội thất ghế thì được làm bằng da màu kem, rất đẹp, được bọc da sẵn các bạn ạ. Cái ghế này thì mình ngồi cảm thấy là rất thoải mái các bạn. Cái ghế này mình có thể chỉnh nè. Mình có thể chỉnh bật ra sau, bật ra sau, bật ra. Rồi cái này mình chỉnh tới, chỉnh lui được nè các bạn. Đấy, mình chỉnh tới, chỉnh lui được nè. Đấy, theo cái vị trí của mỗi người á. Đấy, đồng thời á, là cái này nó có thể chỉnh, mình nằm được luôn đó các bạn. Dù như khi mình mệt mỏi, mình chờ khách hay gì á, mình nằm ra rất thoải mái các bạn. Nó có thể nằm được rất thoải mái các bạn ơi. Đấy, rất thoải mái. Đấy, có thể nằm ngửa được luôn các bạn. Nhìn phải nói là đây là một chiếc thiết kế cái phần nội thất quá đẹp các bạn ạ. Đấy, không ngồi nữa thì mình ngồi lên trên, rất thoải mái.
Rồi, tiếp theo mời các bạn vào bên trong để cùng mình xem cái nội thất nó có gì hay không nha các bạn. Cái phần tách lô nó có những cái điểm khác biệt gì so với năm 2017 không nha các bạn. Mời các bạn vào bên trong ạ. Đây, chào các bạn. Thì đây chính là chìa khóa của chiếc xe này nha các bạn. Chìa khóa của nó này. Đấy, logo của Zac này. Còn bên này là nó có cái nút của mình điều khiển từ xa các bạn. Cái này mở này, đóng này. Và cái này là cái phần mình điều khiển, mình cắm vào ổ khóa. Đấy. Bây giờ mình sẽ nổ máy thử, sau đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần này, chi tiết cái tắp lô nha các bạn. Mình sẽ nổ máy của cái động cơ lên. Thì sau đây mình xin giới thiệu với các bạn này, cái phần vô lăng, mà anh quay phim lên trên xíu nào. Cái phần vô lăng là 4 cháo nha các bạn. Phần vô lăng 4 cháo được thiết kế bằng chất liệu da rất là mềm, thoải mái. Ở chính giữa là một cái logo của Zac, đồng thời là cái xe này được trang bị túi khí nha các bạn. Túi khí ở ngay chỗ vô lăng, chỗ cái ghế của tài xế, nó giúp an toàn cho mình trong những cái trường hợp xấu. Đấy. Thì ở cái bảng điều khiển thì cái phần đồng hồ á thì nó có hiển thị rất nhiều thông số nha các bạn. Thứ nhất là đồng hồ báo nhiệt độ của động cơ, tiếp theo là đồng hồ báo cái vòng tua máy, và bên này là đồng hồ báo số km, rồi đồng hồ báo tốc độ. Đấy, tiếp theo là đồng hồ báo nhiên liệu nha các bạn. Bên cạnh những cái đồng hồ báo như vậy á, thì nó còn có những cái bảng, những cái hình ảnh hiển thị, ví dụ như chưa buộc dây an toàn là nó để như thế này nha các bạn. Đồng thời là mình chưa mở cửa, chưa đóng cửa hết á, thì nó cũng để mình một chiếc xe ô tô đang mở cửa. Đấy, có rất nhiều các cái thông tin hiển thị để giúp cho người lái, các bác tài có thể nhìn rõ hơn, quan sát, kiểm soát được tình trạng của chiếc xe. Cho nên là đó là một cái điều rất là tốt các bạn ạ. Và tiếp theo đây là cái hệ thống máy lạnh đó các bạn. Hệ thống máy lạnh đây là cái họng gió cũng rất là lớn các bạn ạ. Tiếp theo là bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy này. Cái phần máy lạnh, cái họng gió các bạn, thì cái này được thiết kế cũng rất tinh xảo nha các bạn. Cái này giống như là kim loại nhưng không phải kim loại, được cái làm bằng một chất liệu cao cấp, có mạ carbon nha các bạn. Đấy, thì xung quanh này cũng được mạ carbon, nhìn rất là chuyên nghiệp và sang trọng nha các bạn. Tiếp theo đến là cái hệ thống khu vực tắp lô. Khu vực tắp lô thì cũng được thiết kế cái chỗ để đồ cũng rộng nè, sau đó là chỗ cái này, cái dây này để điện thoại các bạn, cái này có cái hộc này để điện thoại, ở dưới này cũng có cái hộc để điện thoại, cũng rất là rộng rãi, bỏ những cái giấy tờ ví của bạn cũng được. Còn đây là cái hệ thống giải trí này theo thiết kế của hoàn toàn của Nhật Bản nha các bạn, cho nên nó là cái âm thanh nghe của nó rất tốt, đồng thời là nghe nó êm tai êm dịu, bởi những cái bản nhạc cho các cái hành khách nghe trên đường. Đấy, đồng thời bên cạnh cái radio của hệ thống giải trí thì nó còn có cái cổng USB để cái mình có thể lưu lại những bài hát yêu thích vào trong cái USB, sau đó mình mở cho hành khách cùng bắt tài thưởng thức những bản nhạc, những ca khúc hay. Bên cạnh đó còn có cái cổng AUX có thể kết nối trực tiếp với điện thoại của các bạn. Trong này thì nhà máy đã trang bị cái dây kết nối với điện thoại nha các bạn, kết nối trực tiếp. Đấy, tiếp theo đó là những cái này là đúng cái nút đèn thôi, đèn ở trong xe này các bạn, trong xe phía sau xe đầy đủ các loại đèn nha các bạn. Ở bên dưới là cái hai cái hệ thống lạnh độc lập nha các bạn. Ví dụ như đây là hệ thống lạnh phía trước là mình đang mở này, bên cạnh đó thì có hệ thống lạnh phía sau, thì mình có thể tách một hoặc hai cái hệ thống này nha các bạn. Thì ví dụ như mình không ngồi phía trước, mình không muốn phía sau lạnh á, thì mình bật phía trước thôi, còn phía sau á thì mình có thể mở lên như thế này nha các bạn. Đấy, đó là mình đang mở phía sau á, chỉnh tốc độ của quạt này nha các bạn. Đấy. Tiếp theo thì cái phần ở dưới này thì cũng có cái hộc này các bạn. Đấy, ở dưới này nó còn có một cái gạt tầng gạt tầng thuốc nha các bạn. Đấy, bên này nó có một cái đĩa hộp quẹt hay sao á. Đây, tiếp theo chúng ta thấy đây là cái mùi thuốc nha các bạn. Đấy, thiết kế nhìn cũng rất sang trọng. Tiếp theo đó là cái bên này nó có một cái hộc chứa đồ rất lớn. Ở trong này có cái gì đây?
trong này thì có cái số máy, số máy của nhà máy ô tô Zắc thì đã làm sẵn cái số máy để mình khi mình đăng ký xe á, mình dán vào cái tờ đăng ký cho nó thoải mái, cho nó dễ chưa. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn, đây là một cái cần số nha các bạn. Cần số được thiết kế rất tinh xảo và rất đẹp các bạn ạ. Xung quanh này là bằng kim loại các bạn ạ, kim loại bằng inox, bằng inox làm xung quanh cái viền này các bạn ơi, sang trọng lắm bạn ạ. Đấy, hộp số của dòng xe Zắc này thì hộp số nó 6 cấp nha các bạn, 6 số tiến, 1 số lùi. Thì ví dụ như mình qua số 1 nha các bạn, thì mình chỉ cần qua như thế này, chứ không phải số dê nữa. Đấy, số 1, số 2. Thì khi mà các bạn muốn số dê á, thì bên này nó có một cái nút nút dưới cái lẫy lên này các bạn móc lên xíu, xong rồi mình chuyển qua, móc lên nha các bạn, đây nè. Đấy, mình móc lên xíu, mình chạy qua, lẫy lên, đó, nó kêu có tiếng một cái, có nghĩa là mình có thể dê được nha các bạn. Đây, tiếp theo thì đây nó có cái thắng tay, đấy, thắng tay, tạm thời dây an toàn, rất nhiều điểm, rất an toàn nha các bạn. Và bên bên trên, mình xin giới thiệu các bạn, đây là không cái che thôi, che nắng. Đấy, tiếp theo là cái đèn. Đèn này nè, đấy, đèn sáng nè, ba loại đèn nè, đèn áp suất các kiểu trong cabin. Và cái đồng hồ này á là cái đồng hồ thời gian, chỉ thời gian. Đồng thời đây cũng là đồng hồ báo nhiệt độ ở trong cái xe nha các bạn. Đấy. Bây giờ là 14 giờ 26 phút nè. Cái này cũng báo nhiệt độ nha các bạn. Đấy. Nhìn nó cũng rất chuyên nghiệp nha các bạn. Đấy. Rồi, tiếp theo thì mình sau đây mình xin mời các bạn đi xuống xem cái động cơ. Động cơ của chiếc xe này như thế nào nha các bạn. Ở dưới phần động cơ thì mời các bạn xem cái phần động cơ nha các bạn. Động cơ của Zắc năm 2019 là động cơ Euro 4, phù hợp với tiêu chuẩn Euro 4, phun nhiên liệu bằng điện tử. Động cơ này là hoàn toàn liên danh với Isuzu Nhật Bản nha các bạn. Đấy, bên này nó có những cái cảm biến của Euro 4 nè. Đấy, cảm biến về khí thải, bên này là bình ắc quy. Đấy, các bạn có thể thấy hệ thống lạnh nha các bạn. Và tiếp tục, đây chính là cái phần turbo. Cái động cơ này là động cơ 2.8 lít nha các bạn. Động cơ này thì sản sinh công suất là 88 kW trên vòng tua, tốc độ vòng tua máy tối đa đó là 3600, cho nên các bạn đi với tốc độ cao rất là tốt. Ví dụ như mình đi với tốc độ 120-130 rất là bình thường nha các bạn, bởi vì mình tăng tốc rất là nhanh. Đấy. Thì với cái phần chassis cũng rất là dài nha các bạn. Khung sườn của nó đó cũng được thiết kế rất cứng cáp và đảm bảo an toàn. Đấy, cho nên là khi mình vận hành nó cũng an toàn, mình chở hành khách đi thì nó cũng thoải mái. Đấy. Rồi, tiếp theo mình xin giới thiệu cái phần xung quanh nha các bạn. Đây. Rồi. Rất dày các bạn ơi, dày lắm các bạn ạ. Rồi, tiếp theo mình xin giới thiệu cho các bạn này. Cái phần chỗ này là để cái đèn hông nha các bạn. Xi nhan đó, chỗ này để M628. Cái tên giới thiệu với các bạn là cái tên của chiếc xe này là tên là Sunrise nha các bạn. Rất Sunrise 16 chỗ. Đây. Cái phần cửa này là bên trong mình có thể mở được nha các bạn. Bên trong mình có thể mở được. Nếu mà bác tài nào cần, ví dụ như khi mình muốn cho hành khách không mở được, thì cái này có thể là mình chuyển sang cái chế độ là không mở được cũng được các bạn ạ. Đây là một cái điểm nó thuận tiện cho hành khách đó các bạn. Đấy, cảm giác sự thoải mái nữa. Và cái phần dưới này các bạn có thấy xung quanh cái đường xe, viền xe là nó có một cái hông á, là nó được làm bằng cái phần loại nhựa cao cấp. Đấy, loại nhựa này thì giúp mình cũng chống trầy chống xước đó các bạn ạ. Anh có thể quay tổng thể chỗ này. Đấy, khung rất là dày nha các bạn.
Đồng thời á, cái phần xe này thì được sử dụng lốp đôi nha các bạn. Lốp đôi. Đấy. Lốp đôi, cái phần lốp đôi ở bánh sau á thì giúp cho chiếc xe mình nó vận hành ổn định hơn. Thứ hai nữa là nó đủ đầm trong quá trình mình di chuyển á các bạn. Với lại mình khi mình chở hành khách đi đông người như vậy á thì mình đi chiếc xe nó không có bị chao đảo, đồng thời là nó ổn định. Đấy. Tiếp theo các bạn có thể thấy chiếc xe này nó rất cao nha các bạn. Rất cao và rất lớn. Đấy thì nó giúp cho hành khách ngồi bên trong là mình cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn bên sau thì mình các bạn có thể thấy cái phần tổng quan của chiếc xe là nó rất cao nha các bạn. Nhìn nó rất là bắt mắt và sang trọng nha các bạn. Phía sau thì cũng có cái lùi rắc này. Đồng thời cái chiếc xe này nó có những cái hệ thống radar cảm biến lùi nha các bạn. Đấy, nó có 4 cái nè, 4 điểm cảm biến lùi. Cảnh báo, radar cảnh báo các bạn ạ. Khi mình lùi xe hay là có cái chướng ngại vật đi bên phía sau của các bạn thì nó sẽ kêu lên những cái tiếng để mà tài xế giúp tài xế nhận biết được những cái vật cản xung quanh đó các bạn. Đấy, xe rất xinh ra nha các bạn. Đây nó trang bị hệ thống thắng ABS nè, với lại hệ thống EBD, hệ thống phân bổ lực phanh và hệ thống thắng ABS thì chống bốc cứng phanh nha các bạn. Bên cạnh đó thì nó còn có cái hệ thống ESP là hệ thống cân bằng điện tử nha các bạn. Cho nên hệ thống có nhiều hệ thống điện tử như vậy á thì cho nên nó giúp cho chiếc xe nó hoạt động ổn định, hành khách đi trên xe thì cảm thấy nó không có bị say xe các bạn. Đấy thì mình có thể xem thấy nè, để mình mở cái cửa ra xem nha các bạn. Cái cửa bên sau này các bạn có nhìn thấy nè, bên trong cũng được thiết kế rất là an toàn nha các bạn. Chỗ này còn có nút điều chỉnh để khóa lại nè. Đấy, chỗ này là mình mở được nè, mình mở ra luôn đi. Đấy rồi, các bạn có thể thấy tổng quan cái chiếc xe này. Chiếc xe này rất là cao nha các bạn. Cái chiều cao từ sàn mà lên tới trên cái trần đó các bạn thì nó đến 1m85, đến làm có những vị trí cao nhất có 1m9 nha các bạn. Cho nên nó rất cao, hành khách ngồi trong xe là cảm thấy là không có bị ngột ngạt các bạn. Đấy, đóng lại rất chắc chắn. Mà cái này nó cũng rất dài nha các bạn. Rất dài các bạn ạ. Đấy, rất đẹp các bạn. Các bạn nhìn thấy trên là cái hệ thống cái đèn stop đó các bạn. Nhìn thấy này, được thiết kế rất tinh xảo. Và đây là thiết kế theo tiêu chuẩn hoàn toàn của châu Âu nha các bạn. Đấy, tiếp theo các bạn cùng mình đi xem cái phần xung quanh nha. Phần xung quanh thì hệ thống đèn phía sau thì cũng thiết kế đầy đủ nè. Đèn dê, đèn stop, đèn đấy, các loại đèn. Và tiếp theo đó là cái hệ thống, chúng ta có thể thấy cái phần cửa thì cũng được làm bên trong này làm sống được nha các bạn. Bên trong có thể mở được nha. Đấy, các bạn có thể thấy nè, lốp sau vẫn là lốp đôi nha các bạn, lốp đôi. Hệ thống chassis cũng rất chắc chắn nha các bạn. Các bạn có thể thấy dưới cái phần khung gầm của chiếc xe á. Đấy. Mời các bạn tiếp theo để xa ra để có thể nhìn thấy được cái tổng quan của cái khu này là khu bước vào cái ghế hành khách nha các bạn. Thì đầu tiên mình mở ra cái cửa ra các bạn xem này. Khi mình mở cửa ra thì cái bật lên xuống nó sẽ tự động nó mở ra để hành khách bước lên nha các bạn. Đấy, mình mở ra xong cái mình bước lên. Đấy, các bạn có nhìn thấy này, cái này được làm bằng một cái loại inox các bạn ạ. Một loại rất sang trọng các bạn ơi. Đấy, mời các bạn lên trên để cùng mình xem những cái hàng ghế cũng như nội thất của bên trong của cái phần khoang hành khách nha các bạn. Khoang hành khách thì rất rộng rãi và thoải mái nha các bạn. Cái chiều cao của nó là đến 1m85 đến 1m9 nha các bạn. Cho nên nó rất cao. Ngồi bên trong thì mình cảm giác là rất thoải mái các bạn. Đây là những cái hệ thống lạnh phía sau này các bạn. Hệ thống đèn nó có hai cái cụm đèn lận. Đấy. Thì mình xin lấy một cái ghế này đi để các bạn có thể nhìn thấy nè. Mình ngồi cái ghế này đi. Cái ghế này thì mình dựa ra cũng rất thoải mái nha các bạn. Mình đè xuống cái mình dựa ra nè. Đấy. Thế dựa ra ngồi rất thoải mái.
cũng ngồi nữa mình bật lên. Đấy, bên trong thì mình cũng có một cái cây cái cần gạt để mình dựa ra các bạn. Đấy, chỗ này mình bật ra là mình cũng có thể dựa ra thoải mái nè. Đấy, đồng thời hệ thống dây an toàn nhiều điểm. Tiếp theo đó là cái xe này thì có trang bị sẵn cái phần tấm che nắng nha các bạn. Đây cũng là một cái điều rất là tốt. Đối với quy định mới ở Việt Nam thì cần là phải thứ nhất là phải có cái rìm che với lại cái sọt rác ở trong cái phần khoang hành khách đó các bạn. Thì đó là một cái điều bắt buộc đối với quy định trong thời gian sắp tới các bạn. Và đây là cái phần cái búa. Đấy. Thì mình tháo ra là nó kêu các bạn. Đấy, cho nên là mình kiểm soát được, giả sử như cái hành khách nào mà người ta lỡ người ta lấy ra á, nó quen người ta cầm người ta quen á, dán lại là ok. Đấy. Rồi. Tiếp theo thì mình xin mời các bạn ra nhìn tổng quan của chiếc xe nha. Đấy, bên này cũng rất đẹp nha các bạn. Khoang hành khách thì rất rộng rãi và thoải mái các bạn ạ. Rồi, tiếp theo mời các bạn xuống cái phần bên dưới để mình cùng tìm hiểu thêm. Đây, thì bây giờ mình sẽ đóng lại cái phần này. Các bạn xem nè, các bạn xem cái phần này nha các bạn. Đóng lại á, nó tự nó lùi vào nha các bạn. Đấy. Đấy, chiếc xe này các bạn có thể xem tổng quan cái chiếc xe nha nha. Chiếc xe này là một chiếc xe rất thoải mái, được thiết kế rất an toàn theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Xe này thì phun dầu điện tử nha các bạn. Đồng thời chiếc xe này là một chiếc xe nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. 100 km nó khoảng tầm 7 lít thôi các bạn ạ. 7 lít dầu. Đấy, cho nên nó rất tiết kiệm và an toàn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nè, chiếc xe này là rất rộng rãi. Đồng thời là nó được thiết kế rất sang trọng các bạn. Năm 2019 thì nó có màu đen và màu bạc, các bạn có thể nhìn ở xa xa kia là những chiếc xe màu bạc đó các bạn. Còn cái này màu đen theo kiểu luxury các bạn. Được thiết kế những cụm đèn rất sang trọng các bạn ạ. Thì các bạn có nhu cầu mà mình muốn mua chiếc xe này để vận tải hành khách á thì các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại bên dưới. Đấy, thì mình sẽ tư vấn. Cái giá cả của chiếc xe này nó cũng rất hợp lý, mặc dù nó rất lớn, sử dụng động cơ công nghệ của Isuzu Nhật Bản, đồng thời những cái tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn châu Âu nha các bạn. Cho nên nó là một chiếc xe rất là an toàn, tiết kiệm và cái thời gian bảo hành của nó cũng rất là dài. Thời gian bảo hành của nó lên đến 4 năm nha các bạn. Cho nên là đây là một chiếc xe rất tốt cho các bạn đang có ý định mua chiếc xe 16 chỗ để làm phương tiện vận chuyển hành khách trong thời gian sắp tới. Thì các bạn nếu thấy cái video này hay thì các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký, đồng thời là khi nào có nhu cầu mà mua chiếc xe á, để sở hữu chiếc xe này thì các bạn liên hệ với mình để mình có thể tư vấn. Chào các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn các bạn.